Xin chào các bạn. Video này chứa đựng rất là nhiều điều hay về năng lượng mặt trời và những ứng dụng của nó. Và trước khi vô bài học thì tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Và từ câu chuyện này mới có được bài học hôm nay là về năng lượng mặt trời. Các bạn xem hết video thì sẽ nắm được quy trình sửa đèn năng lượng mặt trời nhé. Hey, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay thầy mò được một cái đèn năng lượng mặt trời, cũng như là yêu cầu của các bạn hướng dẫn về sửa năng lượng mặt trời. Thì đây là một cái đèn mini, chúng ta có thể thắp sáng ở sân vườn hay là ở trước cổng nhà. Thì sau đây thầy mò sẽ tháo ra bên trong xem nội tạng nó bên nào như thế nào để cho các bạn xem và chúng ta cùng phân tích và sửa chữa nó nha. Nhìn bên trong của cái đèn thì chúng ta thấy có tấm năng lượng mặt trời và cục pin. Rồi đây là cái con mắt nhận. Con mắt nhận á là khi có người đi qua nó lại sáng nhiều hơn. Rồi để chúng ta tháo cái tấm năng pin ra đây nha. Tháo tấm pin, đây là tấm pin. Nhiệm vụ của tấm pin này chỉ có là phơi nắng rồi nạp năng lượng thôi. Cái nhiệm vụ thứ hai nữa là để khi trời tối á thì nó không còn điện nữa thì nó sẽ sáng lên. Hầu như tất cả các chức năng đều tập trung vào cái hộp đen này. Đều nằm gói gọn ở trong đây hết. Thì các bạn biết rồi, tất cả đều nằm chỉ có một cái hộp này thôi. Pin, mắt nhận và cái hộp. Để điều khiển cái đèn này thì cần cái hộp này. Nào chúng ta hãy cùng nhau phân tích. Tất cả bộ điều khiển đều nằm ở đây. Ba biểu tượng này, đèn, và cháu này là nạp vào ắc quy hay là gọi là nạp vào bình. Còn cháu bìa gọi là tấm năng lượng mặt trời đi xuống để tạo năng lượng nạp vào bình hoặc là pin. Còn cái dây này đó là cái dây công tắc. Khi hai cái dây này nối lại với nhau thì cái bộ nguồn của chúng ta, bộ hộp đen chúng ta mới hoạt động. Rồi toàn cảnh bên trong thì các bạn nhìn thấy ba cái đèn màu đỏ để phát tín hiệu. Bo mạch thì nằm trong một cái hộp bằng nhôm, được đổ keo IP66 chống nước. Còn đây là pin. Pin thì sau khi chúng ta đo pin thì được 8V. Và tôi sẽ nạp thêm cho cái cục pin này. Còn đây là cái tấm pin năng lượng mặt trời.
Nhiệm vụ của nó là để thu ánh nắng và tạo ra năng lượng điện. Đây là cái sợi dây để cung cấp xung bo. Nhìn tấm năng lượng thì cũng không có bị bể, ta đo thì được số volt là 2 volt. Tấm năng lượng này thì trực tiếp hứng nắng, nên chúng ta mở nó lên thì lập tức điện nó sẽ lên 12 volt. Các bạn nhìn thấy không? Khi tôi đưa cái tấm năng lượng ra ánh sáng thì lập tức nó sẽ lên 12 volt, và maximum của nó là tới 17 volt. Lúc này các bạn không thể nào đo cái ngõ ra được, ngõ ra đèn thì không ra volt nha các bạn. Ra đèn và ra ắc quy thì không ra volt. Nếu các bạn không đóng công tắc thì tất cả các ngõ ra vào ắc quy hay là vào bình hay là ra đèn đều không ra điện thế. Chỉ có vài milivolt thôi. Như vậy muốn cái bộ khiển này hoạt động thì các bạn phải đóng công tắc lại, ba cái đèn này nó mới sáng lên. Này nạp vào pin, xuất ra đèn và tấm năng lượng mặt trời lên, được kết nối với dây. Thì cái bộ điều khiển này nè, các bạn biết cái bộ điều khiển này thì nó được đổ keo rồi, bây giờ mình sẽ đục ra để cho các bạn biết được là bên trong nó có gì và chúng ta tiến hành sửa chữa. Thì cuối video thì mình sẽ nói cho các bạn biết là cái đèn này nó bị hư cái gì, và chúng ta có những cái bài sau này gì các bạn sẽ sửa chữa rất là dễ dàng, là để phân tích, là thầy Mò sẽ có một cái bài phân tích cho các bạn tổng thể về những cái tấm pin năng lượng mặt trời để ở trong gia đình mình xài đó, mà có bị hư hỏng gì các bạn biết mà sửa. Cái vỏ nhôm này phải cắt ra mới có thể tháo ra được. Thì bên trong thì các bạn thấy là đổ keo, tôi phải khử ra rất là lâu, và cố gắng khử ra rất là lâu để bảo vệ những cái linh kiện bên trong được. Thì cho các bạn thấy và phân tích cho các bạn xem. Ôi, tôi đã làm đứt 2 sợi dây từ con mắt cảm biến nhận dạng người rồi. Bây giờ phải nói nó lại. Một điều đặc biệt các bạn nhớ lưu ý là trong quá trình sửa chữa, các bạn hãy bật chế độ quan sát lên, lau chùi mạch cho nó sạch sẽ, rồi bật chế độ quan sát lên xem coi nó có bị đứt mạch, cháy xén hay là như thế nào hay không. Có nhiều cái máy mà các bạn nghĩ xem tôi có nói đúng không nha, nó bị hư, các bạn tháo ra cái tự nhiên các bạn ráp lại cái nó chạy. Lúc đó các bạn thấy có vui không, có mừng không? Cái máy đang hư mà tự nhiên tháo ra cái nó tốt, ráp lại nó tốt liền. Đó là do nó lỏng mạch. Các bạn bật chế độ quan sát lên coi nó có lỏng mạch hay không, mình hàn mạch lại. Sau khi những cái sợi dây mà bị đứt nè, tôi sẽ nói nó lại. Rồi cái cách sửa này nó rất là cơ bản. Đầu tiên các bạn đo ôm á, là đo thông mạch đó, ở bên ngoài vào cái sợi dây nào á, các bạn đo vào trong xem nó có bị đứt hay không. Ở trên đầu của những cái con diode chống ngược dòng, những con diode mà nó nắng lọc nguồn, mình phải đo nó xem coi nó có chết hay không. Thì cái điều này là các bạn phải nắm cái linh kiện mình cho thật kỹ. Phương pháp học linh kiện và phương pháp đo này các bạn phải trau dồi cái kỹ năng của mình. Đó, các bạn thấy không? Đo bên ngoài xong là nó thông mạch hết rồi nè. Và đo những cái con diode coi nó có chết hay không. Diode thì một chiều lên một chiều không, cái mạch điện nào cũng có con diode trên các bạn à. Rồi đo những cái điểm trên đầu của những con tụ đó. Con tụ thường thường nó có hai cực, cực âm và cực dương. Thì các bạn đo chọt một cái que đen á ở trên mắt, và cái que đỏ thì các bạn đo bật chế độ thang đo volt á, các bạn đo nó ra volt thì nó tới đâu thì nó điện nó tới đó, rồi chưa tới thì các bạn cứ đánh vùng từ đó trở về trước. Thì các bạn cứ làm theo đó là các bạn sửa được rất là nhiều máy. Rồi tôi cấp nguồn vào thì đo nè, nguồn có nè, nguồn vào có nè, có nghĩa là từ tấm pin mà đi vào là nó có nguồn nó vô đây rồi nè, các bạn biết không.
Cái này là tôi phân tích cho các bạn thôi, chứ thật ra sửa máy nó rất là đơn giản vô cùng luôn. Nhà sản xuất người ta đã tính toán cái độ hư hỏng của nó rồi. Hư mà ở trong bo mạch này nè, mà hư nặng á, chẳng qua là những người chưa có phân tích kỹ rồi vô sửa, sửa rồi nó gọi là cái hư này nó chồng lên cái hư khác, thì các bạn nó thấy một cái điều rất là tệ hại. Rồi mình đo thông mạch mấy cái chỗ này nó có hết nè các bạn biết không? Điện nó đã vô đây hết rồi. Nhưng riêng cái con này nè, nhưng riêng cái con mà mình tháo ra mình cắt á, nó bị bể đó, thì mình phải xử lý. Rồi sau khi mình đo có điện hết rồi thì mình nối cái sợi dây từ tấm pin xuống để cho nó gọn gàng. Các bạn nên nhớ, những cái máy thiết bị máy móc á, mà nó hư hỏng á, thì các bạn nên để ý là nó chỉ hư hỏng nhẹ thôi. Nó có nặng lên á, là tại vì do chúng ta sửa chữa không có biết sửa chữa đó, làm cho nó nặng lên và nó sẽ hư ra những cái phần cứng mà đặc biệt mà nhà sản xuất á, mà đã tính toán hết rồi là hư rất nhẹ chứ không có nặng. Trừ ra là đưa mấy ông thợ rồi đưa mấy ông thợ mò rồi này kia đó, mò sau nó hư luôn nhiều á. Mình phải nắm cái quy trình sửa nha các bạn. Rồi cái con phét này mình sẽ thay nha. Thì cái cách mà để thay cái con MOSFET này nè, hoặc là con tăngsteo ba chân mà nó dán vậy nè, thì tôi hướng dẫn cho các bạn cách thay nó rất là tuyệt vời. Thì các bạn dùng cái mo hàn đó hàn cho nó nóng lên. Hai mo hàn này bạn có thể dí vào hai bên sao cho chì nó mềm và có thể nhẹ nhàng lấy con MOSFET ra. Ba con MOSFET này tượng trưng cho ba cổng. Con đầu tiên đó là tấm năng lượng solar đi xuống. Con thứ hai đó là con để nạp ắc quy. Con thứ ba là con điều khiển cho đèn. Ba cái con cục sức này. Mà mình lấy cái con MOSFET này từ một cái bo điều khiển khác, thì cái quy trình lấy nó cũng y chang gì đó. Còn khi mà chúng ta hàn vào thì cái kỹ thuật hàn là các bạn chấm sao cho cái chì nó chảy ra rồi chúng ta hình lên, tránh tình trạng là chúng ta hàn mà lâu quá thì cái con MOSFET này nó sẽ bị nóng lên và nó bị hư hỏng. Rồi cái này thì mình bẻ nó lại, đưa nó về chỗ cũ. Sau khi mình kiểm tra an toàn hết và tháo ra phân tích cho các bạn xem những cái linh kiện ở trong đó và cái kỹ thuật, kỹ năng để mình xử lý, thì mình gắn trở lại. Thì gắn trở lại thì qua cái video mình xem lại thì mình biết được gắn như thế nào. Nó cũng dễ mà. Từ bo điều khiển đi ra 5 dây, 1 dây lên tấm pin solar, 1 dây đi vào ắc quy, 1 dây đi vào đèn, 1 dây đi vào công tắc và 1 dây đi vào con mắt nhận. Phải đảm bảo rằng là bạn phải đấu thật sự là đúng nha. Đây là cái công tắc, khi chúng ta bật tắt thì máy nó mới hoạt động được. Thì cái công tắc này mình nhìn quanh nè, nó bị thúi rồi do nó độ ẩm nước mưa rồi đó. Bây giờ mình tháo công tắc ra mình đo nè, mình kích lên thì cái bộ này nó đang hoạt động nè, các bạn thấy không? Nhiều khi cái trong quá trình sửa chữa của chúng ta nó hư rất là nhẹ mà mình đi tháo tùm lum nhân, các bạn biết không? Tháo tùm lum hết đó, là một lát sau nó hư luôn đó. Nó hư pin hoặc là nó hư công tắc thôi, mà tại vì cái thợ trước á, người ta sửa là người ta chưa có biết phân tích chưa có biết phân tích như thế nào thì nó làm rối lên, rồi cuối cùng người ta bỏ luôn, thậm chí có người nóng tính là đập luôn á. Thì cái dây công tắc á, thì tôi làm ngắn mạch nó thì lập tức cái bộ hợp khiển đen này nè nó lại hoạt động. Thì tôi nghi ngờ đó là nó bị công tắc hư, rồi pin nó lại yếu nữa. Thì tôi thay cái công tắc và nạp pin lại.
Thì cái quá trình mà sửa chữa của cái đèn năng lượng mặt trời này nè, thì các bạn nắm những nguyên tắc như sau đây. Thứ nhất là các bạn hãy kiểm tra những công tắc, pin và cái mắt thần này nè, các bạn phải giấu. Và tấm pin các bạn phải che hết nắng, thì lúc đó đèn nó mới hoạt động, hoặc là ban đêm. Chúc các bạn thành công. Thì cái tấm năng lượng mặt trời này đã sửa xong và trả lại cho chủ nhân đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến đây. Và tôi tin chắc những người mà theo dõi đến đây là các bạn là những người đam mê và mong muốn được tìm tòi học hỏi. Các bạn muốn hưởng được những đặc quyền của thầy Mò thì các bạn hãy bấm vào nút đăng ký tham gia hội viên, giúp cho Ô Long thầy Mò có được những động lực, những tinh thần để nghiên cứu ra nhiều video mới thật hay để phụng sự cho cộng đồng. Nếu các bạn không có xem được video của thầy Mò hiện lên trên YouTube của các bạn thì các bạn hãy bấm vào nút đăng ký, bấm vào cái chuông và bật lên tất cả các thông báo. Để khi mà các bạn muốn xem video của thầy Mò thì các bạn bấm vào cái chuông của máy các bạn đó là nó sẽ hiển thị cái thông báo. Rồi bạn nào mà xem mà có những cái phụ đề ở bên trên đó, che phức màn hình đó, thì các bạn hãy bấm vào chữ CC ở trên màn hình. Và trước khi thấy chữ CC thì các bạn bấm tay vào màn hình cái là nó sẽ hiển thị chữ CC.